hậu duệ nhà Trần của Đại Việt từng trở thành hoàng đế Trung Hoa. Mặc dù còn nhiều dấu hỏi xoay quanh thân thế của vị hoàng đế Trung Hoa này, nhưng người ta không thể phủ nhận một khả năng lớn rằng ông là người mang dòng máu Đại Việt. Với chiến tích đánh bại quân Nguyên và ngồi trên ngôi hoàng đế Trung Hoa vỏn vẹn 3 năm, ông là ai? Câu chuyện ly kỳ này phải bắt đầu kể từ vua Trần Thái Tông. Lúc bấy giờ, vua Trần Thái Tông đã có 6 hoàng tử là Trần Quốc Khang, Trần Hoảng, sau là vua Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Vĩnh, Trần Ích Tắc và Trần Nhật Duật. Ngoài ra còn có 2 công chúa là Thiều Dương và Thụy Bảo. Trong đó, Trần Ích Tắc là người đã đem cả gia quyến đầu hàng quân Nguyên Mông nên thường bị các sử gia chê trách. Tuy nhiên, nếu nhìn lại thì Trần Ích Tắc có lẽ không phải là một kẻ hèn nhát mà là một kẻ sinh nhầm thời. Cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết về Trần Ích Tắc rằng khi Trần Ích Tắc chưa sinh, vua Thái Tông nằm mộng thấy một vị thần có 3 mắt từ trên trời xuống nói rằng thần bị Thượng Đế trách phạt, xin ký thác vào vua, sau này lại về phương Bắc. Khi Ích Tắc sinh, giữa trán có vết giống như con mắt, hình dáng cũng giống như người trong mộng. Đồng thời, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng mô tả về Trần Ích Tắc là con người thông minh hiếu học, thông hiểu kinh sử lục nghệ văn chương nhất đời. Dù là nghề vặt như đá cầu đánh cờ, không nghề gì không thông thạo. Từng mở học đường ở bên Hữu Phủ Đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài, như bọn Mạc Đỉnh Chi ở Bàn Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu v.v. gồm 20 người đều được dùng cho đời. Tuy nhiên, khi Huệ Túc Phu Nhân xem lá số cho hoàng thân quốc thích nhà Trần đã nói với vua Trần Thái Tông rằng thiếp xem tử vi cho các thiếu niên trong hoàng tộc, thấy họ đều là các vị anh hùng xã tắc mai sau. Sự nghiệp của Quang Khải Quốc Tuấn mai sau rực rỡ vô cùng. Số của Quốc Tuấn là số của một vị anh hùng, là bậc thánh nhân, chắc không có việc tạo phản đâu. Trong số các vị thái tử, thiếp chỉ lo có số của đệ tứ thái tử Trần Ích Tắc thông minh, nhưng sau này hình khắc lục thân trôi nổi. Điều này được ghi lại trong cuốn Đông A Di Sự. Trần Ích Tắc là hoàng tử thứ 5 của vua Thái Tông, nhưng Huệ Túc Phu Nhân lại dùng từ đệ tứ là do bà không tính hoàng tử Trần Quốc Khang, vốn là con của bà Thuận Thiên với anh ruột vua Trần Thái Tông là Trần Liễu. Trong khi hoàng tộc nhà Trần, hầu như ai cũng giỏi võ nghệ vì kế thừa phái võ Đông A từ thời Trần Tự Viễn năm 582-637, thì Trần Ích Tắc lại không thích võ thuật. Tuy nhiên, về văn thì Trần Ích Tắc lại giỏi nhất trong tất cả các hoàng tử. Ông cũng chê bai anh em của mình chỉ là bậc võ biền. Nhưng Trần Ích Tắc là kẻ sinh nhầm thời. Khi quân Nguyên đánh bại nhà Tống, chuẩn bị tiến đánh Đại Việt thì tình thế Giang Sơn nguy ngập, các võ tướng đều rất được trọng dụng. Trong khi đó, Trần Ích Tắc chỉ giỏi văn, còn võ thuật hay cách bày binh bố trận không am tường nên không được trọng dụng như những người khác. Văn tài giỏi nhất nhưng không được trọng dụng, tâm tật đố và bất bình của Trần Ích Tắc nổi lên. Năm 1285, khi đại quân Nguyên Mông tiến đánh Đại Việt, Trần Ích Tắc bèn đưa cả gia quyến ra đầu hàng và được phong làm An Nam Quốc Vương. Nếu như quân Nguyên Mông đánh bại nhà Trần thì Trần Ích Tắc sẽ được lên ngôi vua. Có người nói rằng Trần Ích Tắc tham lam, cũng có người nghĩ ông ta hèn nhát sợ giặc. Nhưng có lẽ phần nhiều là sự tật đố trong tâm ấy. Trần Ích Tắc thật ra chỉ là kẻ sinh nhầm thời. Quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã đánh bại quân Nguyên Mông. Không những thế, đến năm 1288, quân Nguyên lại một lần nữa thảm bại trước Đại Việt ta. Quân Nguyên thua trận, Trần Ích Tắc mang theo con trai đầu sinh năm 1275 là Trần Hữu Thành cùng gia đình đến ở Ngạc Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, giữ chức quan Hồ Quảng Bình Chương Chính sự. Nhìn lại điềm báo trong mơ của vua Trần Thái Tông về Trần Ích Tắc thì có lẽ đây là định mệnh. Thần bị Thượng Đế trách phạt, xin ký thác vào vua, sau này lại về phương Bắc. Việc Trần Ích Tắc phải tha hương cũng ứng nghiệm với dự báo của Huệ Túc Phu Nhân rằng số của đệ tứ thái tử Trần Ích Tắc thông minh, nhưng sau này hình khắc lục thân trôi nổi. Ở phương Bắc, Trần Ích Tắc sinh thêm người con thứ đặt tên là Trần Hữu Lượng, nhưng đến đây có sự mâu thuẫn trong sử sách của nhà Minh và Đại Việt. Theo Minh sử thì Trần Hữu Lượng sinh ở tỉnh Hồ Bắc trong gia đình đánh cá. Ông nguyên họ Tạ nhưng vì tổ tiên ở nhà họ Trần nên đổi sang họ Trần. Ông là con Trần Phổ Tài. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương bình định xong Vũ Xương, có phong cho Trần Phổ Tài làm Thừa Ân Hầu, con thứ của Trần Hữu Lượng làm Quy Đức Hầu. Theo các bộ sử Việt như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thời Sĩ, Đại Nam Thực Lục, Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ cùng gia phả nhà Trần để lại, thì những ghi chép về Trần Hữu Lượng chi tiết và rõ hơn. Nhưng khác với sử nhà Minh, các bộ sử Việt đều khẳng định Trần Hữu Lượng là con thứ của Trần Ích Tắc. Các bộ sử Việt khác như Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cường Mục đều có nhắc đến Trần Hữu Lượng qua các sự kiện có liên quan. Đặc biệt là hai lần Trần Hữu Lượng muốn được liên minh với Đại Việt đều có ghi chép. Theo ghi chép của nhà Trần thì Trần Ích Tắc có người con là Trần Hữu Lượng ở Hồ Bắc. Khi ông qua đời, con cả là Trần Hữu Thành thay cha dạy học cho Trần Hữu Lượng. Vì thế câu chuyện về cha mình xưa kia đúng sai thế nào thì Trần Hữu Lượng không tỏ tường. Nhưng nguồn gốc từ nhà Trần của Đại Việt thì Trần Hữu Lượng lại rất rõ. Trần Hữu Lượng biết tổ tiên mình là cụ tổ Trần Tự Minh thuộc nhóm tộc người Bách Việt ở vùng Mân Việt nay thuộc Phúc Kiến Trung Quốc, theo dòng người Bách Việt xuống phía Nam giúp vua An Dương Vương. Trần Tự Minh cùng Cao Lỗ từng là những vị tướng tài ba trụ cột, là hai cánh tay đắc lực giúp An Dương Vương nhiều lần đánh bại quân Triệu Đà. Lúc bấy giờ, ở Trung Quốc nổi lên phong trào noi gương Đại Việt từng ba lần đánh bại quân Nguyên, khiến nhiều cuộc khởi nghĩa chống Nguyên nổ ra. Trần Hữu Lượng âm thầm dùi mài kinh sử, học theo cuốn sách Đông A Võ Phái của cụ tổ là Trần Tự An. Năm 1354, Trần Hữu Lượng tham gia khởi nghĩa chống quân Nguyên. Nhớ lại nguồn gốc từ nhà Trần ở Đại Việt của mình, ông cho người sang gặp vua Trần Dụ Tông muốn được hòa thân. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép rằng, Giáp Ngọ, Thiệu Phong năm thứ 14, năm 1354, mùa xuân tháng 2, quan trấn giữ biên giới phía Bắc cho chạy Trạm Tâu, việc Trần Hữu Lượng nước Nguyên giấy binh, sai sứ sang xin hòa thân. Còn sách Việt Sử Tiêu Án có ghi chép rằng, Trần Hữu Lượng khởi binh ở Giang Châu, sai sứ giả sang nước ta xin hòa. Tuy nhiên, từ khi Trần Ích Tắc chạy theo quân Nguyên, nhà Trần đã xem ông như kẻ phản bội và không công nhận là người trong dòng tộc nữa, nên đã từ chối hòa thân. Việc Trần Hữu Lượng mới khởi binh đã muốn hòa thân với nhà Trần cho thấy nhiều khả năng ông là con Trần Ích Tắc. Nếu không như vậy, một người lúc mới khởi binh không có tên tuổi hay sự nghiệp gì, dựa vào cớ gì mà dám hòa thân với nhà Trần? Nhà Trần đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để hòa thân với một cuộc khởi nghĩa chưa có tiền đồ như vậy. Sự việc Trần Hữu Lượng tham gia khởi nghĩa cũng được ghi chép trong cuốn gia phả của hậu duệ Trần Quốc Toản là Viêm Phương Trần Tộc Lưu Phả. Theo đó thì hậu duệ Trần Quốc Toản theo quân khởi nghĩa của Trần Hữu Lượng rất đông. Điều này cho thấy Trần Hữu Lượng thực sự có khả năng chính là hậu duệ nhà Trần. Vì thời đó có rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống quân Nguyên khác còn mạnh hơn. Vậy mà hậu duệ của Trần Quốc Toản lại về theo Trần Hữu Lượng, trở thành hoàng đế Trung Hoa. Theo Minh sử ghi chép thì năm 1354, nhờ sự giới thiệu của Từ Thọ Huy, Trần Hữu Lượng tham gia vào cuộc khởi nghĩa của Nghe Văn Túng và trở thành một trong những trụ cột của nghĩa quân. Năm 1357, ông giết Nghe Văn Túng vì y âm mưu định giết Từ Thọ Huy. Sau đó, Trần Hữu Lượng tự xưng là Tuyên úy sứ kiêm Bình Chương chính sự, khởi binh tấn công các lộ thuộc Giang Tây. Rồi ông trở thành tổng chỉ huy quân đội các vùng Giang Tây, An Huy, Phúc Kiến. Năm 1359, sau nhiều trận thất bại, quân Nguyên hoàn toàn suy yếu. Trong số các cuộc khởi nghĩa chống quân Nguyên thì mạnh nhất chính là quân của Trần Hữu Lượng, yếu hơn là đội quân của Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Chương. Cũng trong năm này, Trần Hữu Lượng xưng làm Hán Vương. năm 1360, trước sức mạnh vượt trội của mình, Trần Hữu Lượng xưng là hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Hán, niên hiệu là Đại Nghĩa, tiếp tục đánh đuổi tàn dư của quân Nguyên và thu phục các cuộc khởi nghĩa chống Nguyên khác. Nếu như Trần Hữu Lượng thực sự là con của Trần Ích Tắc, thì thực chất hậu duệ của nhà Trần đã trở thành hoàng đế Trung Hoa. Trong lịch sử nước Việt ta cũng từng có bậc kỳ tài làm đến chức tể tướng của Trung Hoa, cũng có những bậc hiền nhân người Việt góp sức xây nên Tử Cấm Thành, có những đại tướng 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông, từng là nỗi kinh hoàng của cả châu Âu lẫn Trung Quốc. Chúng ta có quyền tự hào bởi những trang sử vẻ vang ấy. Đó cũng là bài học tấm gương cho con cháu chúng ta muôn đời sau.